Có Nông Sản Long An xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em review một căn nhà sổ hồng riêng tọa lạc ở tại Thanh Ba, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An, cách tỉnh lộ 835 tầm 150m nha. Đây là tỉnh lộ 835 của mình nè. Đây ra thị trấn tầm hơn cây số nha. Khu vực này gần quận quỹ, trạm y tế ha, trường học ha. Đây trước mặt mình là đường Ngô Thị Xứng ha, nhà mình nhà mặt tiền ha, sổ hồng riêng ha, nhà đẹp luôn nghe quý vị. Cách 835 tầm 150m ha. Đây là thẳng ra là thị trấn Cần Giuộc nghe quý vị. Đó, đường tỉnh lộ 835 mình nè, đường là đường vô nhà nha, Ngô Thị Xứng nha. Đó. Quý vị theo chân mình review vào nhà nha. Đây, một căn nhà tuyệt đẹp. Nhà của mình là nhà mặt tiền đường này luôn ha, đường Ngô Thị Xứng ha. Nhà của mình là nhà sổ hồng riêng ha. Nhà một trệt một lầu. Đây, xung quanh là nhiều tiện ích nha quý vị. Nhà đông ha, dân cư đông ha. Cách tỉnh lộ là 150m nha quý vị. Đây là thẳng ra tỉnh lộ 835 mình nha. Đấy, khu dân cư đông ha, nhà đông ha, nhà mình đây nè. Nhà tuyệt đẹp luôn ha. Nhà mặt tiền đường này nha. Cái này là xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ là chạy quy vô luôn quý vị. Xung quanh là nhiều tiện ích nha. Dân cư đông ha. Có đèn đường, camera luôn trước nhà luôn nha quý vị. Nhà này là sổ hồng riêng ha. Nhà quá đẹp luôn nha. Nhà này đây. Tường là tường ốp gạch men hết luôn nha, toàn bộ luôn nha quý vị. Đây là cái tầng dưới ha, phía sau mình là có bếp nha, đó. Tầng dưới là mình có một phòng ngủ ha quý vị, đây phòng ngủ đây, quá đẹp luôn nha. Một phòng ngủ tầng dưới và một toilet ha, phía sau này rộng rãi luôn nha. Quý vị theo chân mình review lên lầu ha. Cầu thang làm đá hoa cương ha, tay cầm là bằng gỗ nha quý vị. Nhà quá đẹp luôn nha. Đây mình lên lầu mình ha. Cầu thang làm đá hoa cương ha. Cầu thang gỗ, đây là tầng trên nè. Tầng trên của mình là có một phòng ngủ, một toilet, tay một toilet. Còn ở đây là một phòng ngủ nha quý vị.
Phía trước này là mình làm cái phòng thờ nè. Đây, phòng thờ. Phòng thờ. Rồi, tầng trên của mình là một phòng ngủ, một toilet ha, một phòng thờ. Tầng dưới của mình là một phòng ngủ, một toilet luôn ha. Tất cả là nhà một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai toilet ha, một phòng thờ ha. Cầu thang lên lầu là lót ốp đá hoa cương ha, tường ốp gạch men hết ha. Nhà rất đẹp luôn nha quý vị. Nhà sổ hồng riêng ha. Thanh Ba, Mỹ Lộc, Cần Giuộc. Cách tỉnh lộ 835 tầm 150m ha. Nhà này là nhà hướng đông nha quý vị. Đây, nhà hướng đông ha. Xung quanh là nhiều tiện ích ha. Cách 835 150m gần quận quỹ ha, trạm y tế ha, Bắc Hoa Xanh ha, gần thị trấn Cần Giuộc luôn ha. Nhà quá đẹp luôn quý vị ơi. Nhà sổ hồng riêng ha, một trệt một lầu, giá bán là 1,7 tỷ nha quý vị. 1,7 tỷ là mình sở hữu một căn nhà tuyệt đẹp luôn ha. Rồi, em xin kết thúc video tại đây ha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của kênh Bất Động Sản Long An. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.